Hóa ra chiếc túi nhỏ trên quần jean lại có công dụng thần kỳ mà không phải ai cũng biết. Các ông đều biết là quần jean thông thường đã có 2 túi trước cộng thêm 2 túi sau là đã quá đủ diện tích đựng đồ rồi. Chẳng nhẽ các nhà sản xuất quần jean lại thừa vải đến mức không biết để vào đâu nên mới may thêm một chiếc túi nhỏ này hay sao? À, hay nó sinh ra để đựng tiền xu nhỉ? Tất cả những cái mà các ông đang nghĩ đều sai hết rồi đấy. Để biết được câu trả lời chính xác, tôi đã phải alo hỏi ngay các nhà túi học. Và được chính ông tổ của quần jean là nhãn hàng Levi giải thích rằng chiếc túi kỳ lạ ấy có tên là túi đồng hồ nha các ông. Còn tại sao lại là túi đồng hồ thì chiếc túi nhỏ bé này được Levi Strauss thiết kế để đựng đồng hồ quả quýt. Khi mà thời ấy đồng hồ đeo tay còn chưa phổ biến đấy, thì chiếc đồng hồ đó được bỏ vào chiếc túi nhỏ này này. Theo tôi tìm hiểu thì những năm 1800, những người chăn bò ở miền Tây nước Mỹ thường đeo đồng hồ vào dây xích và gắn chúng với đai quần khi muốn cất. Do đó, để giúp đồng hồ không bị vỡ, Levi đã thiết kế một chiếc túi nhỏ này vào trong túi phía trước để những chàng trai miền Tây có thể cất giữ đồng hồ một cách an toàn đấy.